Trời đừng cô sai. Trong thuyền ta trôi theo dòng đó, cứ cho theo dòng thôi, không có vịnh gì hết á. Đó, hồi nãy thì anh chị thấy lúc mà mình quay phim mình đang ăn đó, nướng tôm thì ở đằng kia bỏ 2 giây ra thôi Thế thì bây giờ ăn không nổi nữa, bây giờ còn mấy con vậy không biết sao đi. ăn Mà ăn không cái nổi nó mới ghê ráng chứ, đi, ráng cho khách đi là vậy. nó ngon làm sao. Giờ Ôi mình trời ơi, các bạn trôi sau khi ăn ra xong sông nha. Vàm Cỏ. Em chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ đi chèo thuyền, chèo thuyền nướng tôm nướng cá trên thuyền, lai rai dài lon cùng ba chiến sĩ. Lúc nãy thì mình đi vô cái vuông tôm kia, đi ra hướng sông Vàm Cỏ. Bây giờ thì mình cũng đi ra hướng sông Vàm Cỏ nhưng mà mình đến cái con rạch nhỏ thôi, không có ra sông lớn nữa. Đây ở đây thì gần với chợ chợ Chùm Hổm. Nó lại có chi dùng nấy đúng không? Bông hoa vàng nở quá trời luôn à. Phía trước thì anh Dũng, Sunny Đoàn và Nam Việt. Hai chủ tịch. Mình vô cái hẻm nhỏ nữa. Khu vực này là gần với cái nhà Trăm Cột ở tỉnh Long An. Mình nói khu vực thôi chứ nói cụ thể quá nhiều khi mình cũng không hình dung ra hết. Chỉ mình coi cảnh đẹp quê hương Cù Lao Long Hồ. Nói với mọi người có nhớ cái câu ăn khế chả vàng. Chị ăn nhìn thấy khế trong video clip này nhớ trả like, share và subscribe kênh. Trả like, share, subscribe nếu mà xem video về trái khế. Đây là cam, ăn quả và cục vàng, mấy chú bà ra ngoài cái gì à? Cái bưởi á, cái bưởi à. Bưởi mà còn nhỏ. Cái này chưa chín. Mới đầu. Dạ. Trời ơi, lý tưởng không? Ơi chỗ đang ngồi chịu không nổi luôn. Nhân chi sơ ngồi mát mẻ quá. Rồi thôi tạm ngưng nha, đi quay tiếp. Sủa hoài. Trong khi chờ đợi xuồng thì mình dẫn cô chú anh chị các bạn đi một vòng nhà quê ở Long An nha, ở miền Tây. Nhà thì làm theo kiến trúc nhà xưa xưa. Đây con chó. Cây sabu chê. Có mấy trái à. Trời rất là nắng cái gì. Bây giờ là 10 giờ rưỡi, gần 11 giờ. Chúng ta chèo xuồng tới hơn 11 giờ chúng ta về ha. Thôi thấy chú cà rem nè, trời ơi nhớ quê hương quá, nhớ tuổi thơ quá, tuổi thơ ùa về. Cà rem len ken bao nhiêu cây hả chú? Cây 5.000. Này cà rem hay là kem? Cà rem mà kem nữa. Lấy con cây cà rem đi. Giờ lâu lắm mới nghe cái tiếng này.
Trời ơi. Mấy cây? Để coi mấy người đó. Sơn cà rem đi Sơn ơi. Cà rem. À. Rồi, xe cà rem gửi nhớ chút gì đó tuổi thơ. Cà rem. Cà rem đậu xanh ngon. À. Nè nhà làm hay là đâu trong hãng anh? Rồi vậy người cây đi 4 cây là như tiền anh. À. Tiền. Còn 4 cây 20. 20 hả? Có tiền đây nè. Rẻ không? Chỉ có 4-5 ngàn cây thôi. Cây này chắc là tiền. Rồi. Cây này dài nhất. Cây tiền. Lúc ngày bán được bao nhiêu cây chú? Điểm không sể. Điểm không sể đúng không? Sể ngày kiếm được khoảng triệu không? Đâu có ngày kiếm trăm mấy 200 ngàn. Tại anh đang hỏi chú đi. À, đây à. Nhiêu tiền qua đây rồi cả? Chưa trả rồi. Trả rồi, 5 ngàn cây. 5 ngàn cây. 5 ngàn vậy? Ờ. Rồi, mời anh ăn nhé. Đâu rồi? Chú quay gì vậy? Mấy anh quay còn lan can. Đi du lịch, đi du lịch. Cái này bây giờ cho đi du lịch. Hay à. Trời ơi. Tử thơ quay về mà. À, cái chuông này cũng rất là lâu đời luôn nè. Cái chuông này thảo lượng quay. Chú bán bao nhiêu lâu rồi? Nay mười mấy 20 năm rồi. Mười năm cùng, cùng cái nghề này luôn ha. À, nghề này luôn. À. Yeah. Bữa nào nâng cấp, không nâng cấp cái xe đi chà. Nâng cấp chiến mã đó lên. Rồi, có rồi, xe tới rồi tí. Xe tới gì đi. Wow. Rồi, quay gặp không? Vâng. Rồi. Rồi, rồi chú ngoan lắm nha. Dạ. Rồi anh đi nha. Rồi anh chào chú. Chào, chào anh nha. Dạ. Ờ giờ mình đi ra không nha. Kèm nặng quá. Khoa. Mình đang sắp cho đồ qua xong. Đang ăn cà rem nữa. Mọi người hôm nay mình đi du lịch. Khoa. Ừ nó lạnh. Miếng kem lạnh. Cà rem chứ phải là kem. Hồi nhỏ đi học mua một cây là 500 đồng hay là 200 đồng gì đó. Không có rụng răng. Ừ. Nhưng mà bây giờ thì 5 ngàn. Vẫn không đáng kể. Nhưng mà ngon. Chào 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 chào. Cậu, chú. Chú. Chú làm gì đây? Có đi ngã nào chú? Có đi xuống này không? Cái xe ghe bỏ xuồng đó. Bỏ xuồng đây nhờ chú. Chú chặt cái lá này làm gì để lợp lợp mái nhà hả chú? Nó chuồng gà. Nó chuồng gà ha. Cái này xong rồi phơi khô đi mới làm hả chú? À, phơi khô rồi. Dạ. À, cái này đến một thời gian nào chỉ có thời gian thôi chứ đâu có thể làm suốt. Cái này đây bự quá này. À, mấy con gà. À, đây là cái chuồng gà. Đây. Cầu tre lắc léo gặp gần mà khó đi. Khó đi mẹ dắt con hấp đi. Hấp dẫn đây. Con đi mua đồ, mẹ đi mua môi. Ôi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Dạ có. Đi. Không? À. Chiếc ghe của mình đây nè, rồi xong mình hai bên là chơi thôi. À. Hai bên là dừa nước, hai bên là dừa nước. À, dừa nước quá đã luôn nè. Nhưng mà trước mặt có cái ghe lớn à, không biết qua được không? Lên được, đẩy nó đi, đẩy rồi nó mình qua. Đẩy nó đi, mình đẩy nó ra. Rồi, rồi xuống. Đi. Xuống đi, ngồi đây nhậu được, châm cồn lên là nhậu được rồi. Chú dân lớn không chú? Khoan, 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 kéo lại. À, đứng này đang vô phải không? Đang vô đó. Dạ. Đó, đây mấy anh em giờ xuống, cái này gọi bằng gì Sơn? Chuột. Rồi, 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 ngồi, ngồi, cố định cái đi rồi, mình thả xuống kia tí xíu. Tới luôn, tới luôn. Giờ mình phải nhớ chỗ rồi chút về trả tuồng nha. Ở đây có cái chuồng mà chú đang chặt dừa. Dừa không? Lúc trước chú không chặt tại sao? Đây.
Họ ghé chú khác chặt đưa luôn. Thả dây ra, thả dây. Nhổ neo, nhổ neo. Neo nào. Lại đi mở nha, theo hai tay nè. Thôi, anh Dương đang vững tay chèo. Ồ, cá liềm kìm ở dưới kìa. Cá liềm kìm cũng nhiều quá chứ. Quá trời cá liềm kìm luôn á. Ồ, cá bự luôn á, cá liềm kìm bự luôn á. À, kìa kìa. Thôi mình nhảy qua quá. Này, chắc bà con thấy không rồi. À, kìa, anh xuống, anh xuống. Cây. Dây nha. Dây. Cầm xuống. Cầm xuống. Rồi. Ờ, để đẩy cái ghe qua mình đi. Rồi, công cụ đẩy một chiếc ghe qua một bên. Cánh được. Cánh được. Để phái đoàn đi qua. Ghê thiệt, ghê thiệt. Rồi, cánh đường để phái đoàn đi qua. Anh Dương giỏi thiệt ha. Dương giỏi. À, anh Dương vậy sao sao được. Bơm bát cái chen ăn. Dưới cái đây rồi. Rồi khỏi 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 chèo nữa, mình kéo theo cái bợp về nước này là mình đi được rồi. Rồi nước đang vô nè, mình cứ thả ra về nước đi. Chút xíu nước ra mình thả nước ra. Hả? À. Rồi tới đây được rồi đó. Rồi tới đây rồi, rồi bắt đầu bày ra chơi đi. Rồi chỗ này là mát rồi đó. Rồi, là mát rồi. Rồi để cây đó rồi bắt đầu bà anh em bắt đầu theo chơi. Theo nước vô tình nhá. Con chim nào mà màu xanh đẹp quá cả. Chim chài chài, chim chài chài. À bây giờ mình để cái bếp làm sao đây nè. Bếp ở trên đây thôi chứ chứ đâu được. À giờ em ngồi đây em nướng rồi em chiền đồ ăn xuống đây. À trên đây cái mũi này có cái mặt bằng nè. À, mình nướng nó dễ hơn. Trời kệ nó trôi đâu trôi đi. Trôi đâu trôi mà mình muốn vậy mà. Rồi đây để em mở cái lò trên đây em nướng cho. À cái kỳ này là vô định, trôi muốn trôi đâu trôi. Dừng lại nướng chén thì tí nướng xong cho nó trôi. Để nó trôi đâu trôi đi rồi xong rồi. Ủa xong kéo con dây lên Lâm ơi, cháu lưng kìa. Ở đây có con gì mà nó tè tè. Qua. Mình gom gom đó. Này một ngày mới gom để đó là lát mình bỏ gì em ra mà để đồ ra nướng. Bốn anh em đang ngồi trên một chiếc ghe. Gì quá ta. Ghe. Em ngồi ở đây nha. Dạ, tôi muốn ngồi hello. Đâu. Rồi, xin chào Duy Nguyễn nhá. Anh hôm nay đi về miền Tây chơi và mấy anh em nhờ nướng lạp xưởng. Lạp xưởng này bây giờ thử em nướng lại, nãy nó nướng chưa chín. Nướng sơ đó. Đang nướng lạp xưởng, lạp xưởng. Với tôm tôm xong. Tôm xong. Rồi ok. Từ sao thấy không anh Tuấn Dương ơi? Chắc không đâu. Sao em? Từ sao thấy không? Là chim tổng thôi. Thơm không? Thơm. À, thơm phức giòn tan. Trắng phao thơm phức giòn tan. Thơm phức giòn tan. Rồi chào Như Ý nha, em chào Trương Võ. Ủa rau rau của mình hay rau của ai đây rớt nè? Không phải của mình. Rau trôi sông rồi. Chắc chị ba nào đi chợ bị gì chìm xuống. Đây nước cả nhà ơi. Rồi, à, nướng hết luôn đi. Đó, em sẽ mời cả nhà coi á. Cảnh quá trời đẹp luôn. Giờ mấy anh em thì sẽ nổi lửa lên. Rồi đã, anh ngửi những mùi thơm rồi đấy. À, mình nướng tí xíu nữa là ăn được rồi. Con tàu này nữa các bạn ơi. Ngon quá. Cái con tàu nhỏ nhỏ. Cái này là đặc sản ở Cần Đước. Xúc xích ở quên, lạp xưởng tươi. Lạp xưởng tươi, Cần Đước, Long An. Đi về đây buổi sáng thì anh em đi thuyền dọc sông Vàm Cỏ Đông. Đêm qua thì ở đây yo. 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 Mời các anh em nhá. Rồi. Yo. Đó, uống bia ở trên mát lạnh. À. Này gió róc rách. Này mời cả nhà mình cùng lên đây, mình có mấy cái tàu lá. Lên tàu, lên thuyền và thưởng thức. Wow. Nhưng mà có giá chùi chùi cái này đi cho em cho nó ra cái tô. Lai gai. Ây da. Để nó rác ra tập trung đó, lát bỏ vào xốp đừng có thả. Rất là ngon luôn. Rồi hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn trong những video tiếp theo ha. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Nếu mà anh chị nào có ý muốn là cũng là có những cái không khí như thế này thì anh chị cứ comment nha.
Sunny sẽ chia sẻ cùng anh chị kênh của Nam Việt. Dạ. Mình sẽ có một cái môi trường sạch mát để biết đâu mình có một chuyến về nghỉ ngơi mà không phải một chuyến mà nhiều chuyến nữa. Rất là thú vị. Như sáng nay thì có những cái video clip nếu mà Sunny quay thì anh chị sẽ thấy là ngủ liều nè, tối thiên nhiên. Ấy dạ, dạ, dạ. Sau nguyên, đó nguyên. Sáng ngày hôm sau á thì chúng ta đi thăm. Dạ, anh đưa ngồi bên đó lên cho nó cân bằng. Xong vòng cỏ. Bây giờ thì mình cứ lên đên như thế này thôi. Và một cái nét đặc biệt là anh chị khám phá cái chợ cầu kinh nước đen nữa. Kinh nước mặn. Sorry, lát về delete cái khoảng đó đó. Anh chị sẽ khám phá cái chợ kinh nước mặn nữa. Tôm nuôi thì đầy, tôm nuôi thì nhiều lắm. Dạ. Nhiều. Lao mình là xứ tôm nuôi, nhưng mà mình phải mua tôm xong bà con đi đóng đáy nè. Đáy chài rồi đó, nhiều lắm. Nhưng mà nhiều người bắt nhưng mà mọi người ít vậy đó, nửa ký à. Chiều mua về có anh sao? Chắc không có em. Tại vì mua sáng rồi sáng ví dụ sáng nếu có ta là tao tự mang tới nhà em. Nhà hay dặn trước ta đi đáy á. Dặn trước đúng không? Ta đi đáy vô còn tôm nuôi thì đầy. Cái này tôm này ăn mù tẹt là ngon á. Dạ, tôm nuôi thì sợ. Dạ. Đúng không? Nhưng mà tôm sông thì ăn mù tẹt là ngon nè. Tôm sông thơm không bị tanh đâu. Nó không ăn thức. Wow. Thức ăn á. Ngọt quá. Nướng cháy cháy tôm cháy. Mời mọi người. Trời nó nghe nó mùi nó thơm ơi là thơm luôn á. Bữa nay đúng ra là mình đã mua được mấy con cá lóc đồng rồi mà sáng sớm anh em mình mắc lo dọn trại. Mà chợ ở quê á thì bà con đi bán rất là sớm. Nghề dẹp sớm nên là mình đi không kịp. Nên là kiếm được có mấy con tôm thôi. Khoảng 7 giờ là quay lại cái quang cảnh nè. Đi chợ thì 5-6 giờ sáng là phải đi. Chứ không là hết tôm, hết cá. Công nhận phải nói cái GoPro này nó đủ sáng thì anh chị thấy không, nó đẹp. GoPro phải đủ sáng nha. Dạ, phải nắng phải ấm nó đẹp lắm. Đẹp nó lên đẹp. Thì cũng vì phục vụ anh chị cho nó chu đáo hơn nên toàn bộ anh em cũng khuyên nhau nếu mà trời sáng đó mình mua những cái dụng cụ quay phim nào để gửi những cái clip ngắn để gửi anh chị cho nó đẹp nhất. Coi cho nó thư thái nhẹ nhàng. Nóng vậy lắm. Tôm chín rồi đây. Rồi quay đây lăn lột nè. Nóng quá. Tôm xong á cái đầu rất là ngon. Rồi. Đừng bỏ cái đầu nha. Rồi. Ây da. Nóng quá. Wow. Này ăn. Có muối tiêu đây, muối tiêu chanh nè. Muối tiêu chanh có không? Rồi. Bây giờ cho vô cái này đi em. Cho vô. Cho vô đây xíu làm sao đậy kia được. Rút. Không cần. Nhưng bia nhá. Dũng chấm không? Anh mới lột ly cái. Rồi, vô. Vô. 2 3. Rồi mừng món mới. 2 3. Vô. Ngon quá. Tôm rồi tạm biệt quý bà con cô bác ha. Ngon ha. Đây. Có dịp thì mình cùng tham gia vô chuyến đò này ha để trải nghiệm. Bốn con này dễ kia. Trải nghiệm một cái hành trình thú vị trên sông. Thưởng thức món ngon dân dã miền quê. Sướng quá. Hạnh phúc. Hạnh phúc khi được ăn ngon. Rồi bia đây. Hạnh phúc là phải xúc phúc phải múc đây lon bỏ đây lon dưới có